Manny. How are you today? I'm good, thank you. And you? I am good, thank you, Manny. What did you do today? I go in to learn making games. Wow, that's fun. Thường thì cứ 10 giờ sáng cuối tuần sẽ là giờ học tiếng Anh của Benny nhà Trang. Trước đây chia sẻ với mọi người là Trang rất là đau đầu trong việc học tiếng Anh của Benny luôn, bởi vì Benny khá là nhút nhát và cũng ngại giao tiếp bằng tiếng Anh cùng với người nước ngoài nữa. Chính vì vậy mà cứ đến giờ học tiếng Anh là y như rằng con không có thích vô học chút xíu nào hết. Sau đó thì Trang đã được bạn giới thiệu cho một chương trình học tiếng Anh một kèm một cùng giáo viên người nước ngoài của Chip Chip. Khi mà tìm hiểu thì Trang cảm thấy rất là hài lòng và quyết định là sẽ cho Nì học thử nguyên một khóa luôn. Bởi vì thứ nhất, Chip Chip đặc biệt coi trọng chất lượng giáo viên người nước ngoài, cho nên Chip Chip có một cái khâu tuyển dụng rất là khắt khe, phải trải qua tới 6 bước và chỉ có 5% ứng viên là được tuyển thôi. Chính vì vậy, đây đều là giáo viên giỏi và có đủ bằng cấp chứng chỉ. Thầy cô thì rất là kiên nhẫn, có kinh nghiệm và có khả năng làm việc cùng với trẻ rất là tốt. Thứ hai, ở Chip Chip Trang dễ dàng tìm được giáo viên phù hợp với tính cách của Nì nhà Trang, giúp con yêu thích học tiếng Anh nhiều hơn. Riêng điểm này thì ba mẹ phải hoàn toàn yên tâm nha. Chip Chip công khai toàn bộ thông tin giáo viên trên app của phụ huynh luôn. Và đây cũng là đơn vị duy nhất mà ba mẹ được toàn quyền lựa chọn giáo viên yêu thích và đặt lịch học linh hoạt với thời gian rảnh của từng gia đình ha. Kể từ khi học ở Chip Chip thì Trang hoàn toàn rất là bất ngờ bởi vì sự thay đổi của bé Nì nhà Trang. Nì đã cực kỳ yêu thích học tiếng Anh, con chủ động và đòi học tiếng Anh nhiều hơn. Bên cạnh đó thì Nì đã phát âm rất là chuẩn và tự tin hơn rất là nhiều luôn á. Hiện tại thì Chip Chip đang có chương trình dành tặng 50 suất trải nghiệm kiểm tra đánh giá trình độ giao tiếp cho bé. Dành cho các ba mẹ nào đăng ký sớm nhất, các ba mẹ hãy click vào đây để lại thông tin số điện thoại cũng như là địa chỉ Zalo. Chuyên viên tư vấn của Chip Chip sẽ liên hệ ngay.